Xin chào quý vị, và bây giờ Tường đã vào vị trí làm mai mối của mình rồi. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ có một cặp đôi thành công và nắm tay nhau hẹn hò ra về quý vị nha. Xin chào anh trai. Hello bạn. Dạ chào chị. Anh sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Sẵn sàng hả? Dạ. Tâm lý của anh hiện tại như thế nào? Rất vui rồi, rất tốt. Ổn ha? Dạ. Rồi chờ Tường 30 giây đưa bạn gái mình vào nha. Dạ dạ. 3 bước nữa thôi là tới ghế rồi. Đây ghế đây, mình lên vòng lên phía trước ngồi ạ. Cả hai đã vào vị trí của mình rồi nha. Bây giờ hãy trò chuyện thật tự tin. Mời anh giới thiệu trước. Dạ em tên là Trần Châu, nay 35 tuổi. 35, con dê, có dê không? Tuổi Cửu Tý, Giáp Tý. Ủa 35 sao Cửu Tý? Tuổi nhà nước 35 tuổi, sao này 36? Ờ tôi quên, 35 con dê đâu phải là tuổi con dê đâu, tôi lộn, xin lỗi quý vị, không sao cả. Quê anh ở đâu? Dạ quê em ở Cà Mau. Cà Mau, hiện giờ đang làm công việc gì? Em nuôi trồng thủy sản, trồng lúa và nuôi tôm. Trồng lúa và nuôi tôm, mùa này thắng không? Dạ chưa biết chị. Trồng bao nhiêu lúa, bao nhiêu tôm? 2 hectare luôn, hectare. Rồi mấy vuông tôm? Cũng 2 hectare luôn. 2 hectare luôn. Là giờ hiện tại anh đang sống ở đâu nè? Em sống ở Cà Mau. Rồi lên đây hồi nào? Em lên hồi dắt 5 rưỡi. 5 rưỡi sáng? Dạ. Rồi bên đây giới thiệu đi em. Dạ chào, em chào chị. Chào em, em tên Võ Thị Cửu Thanh, quê cũng ở Cà Mau. Hôm nay em 29 tuổi, đang làm công việc gì Thanh? Tại thì em đang học ở Cần Thơ. Dạ em đang học Đại học Liên Thông Dược đó chị. Rồi bao lâu mới về thăm nhà một lần? Khoảng tháng 2 tháng là em có về quê một lần, hoặc là dịp lễ Tết thì em có về quê. Học bao lâu nữa mới xong? Dạ khoảng giữa năm sau là em xong rồi. Có điều kiện thì em sẽ mở một cái nhà thuốc. À, nếu như vợ mình học nhiều hơn mình em có ngại gì không? Dạ không. À, sau này cổ muốn mở tiệm thuốc, nếu như mà tiến tới hôn nhân em có giúp cổ để mở cái tiệm thuốc để cổ kinh doanh để cùng em xây dựng gia đình không? Dạ cái đó là đương nhiên. Đương nhiên rồi ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em á là khi mà em giận á là em hay ngang á. Ngang bướng á hả? Dạ em ngang bướng lắm, nếu mà nói có lý thì em nghe, còn nếu mà nói không có mà vô đâu chứ là em không chịu. Thôi em cũng hay cãi nữa. Rồi nói chung biết mình sai nhưng mà mình cũng cố cãi. Cái đó bậy rồi. Hay quên ví dụ về chút xíu. Mà biết nấu ăn nhưng mà hay đụng dao bị đứt tay. Trời ơi. Anh biết vô bếp không? Biết nấu ăn không? Biết. Hỗ trợ vợ được không? Dạ được. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm em là thích nhạc bolero với mà xem phim tình cảm Hàn Quốc. Ừ à. Khuyết điểm của em là không biết uống rượu, không biết thuốc. Ồ, dân miền Tây mà không uống rượu là lạ lắm nha. Nhưng mà cũng phải biết uống bia chút chứ không biết uống là không được. Rồi đó coi. Uống mà dở lắm chị, ít khi nào uống. Dạ tỷ em qua làm rể rồi, em phải mời ông già vợ uống được ly 2 ly chứ. Đúng rồi, tại vì ba em cũng... ba em không có bia, ba em uống rượu không à. Cố lên ha. Tình trường của bạn như thế nào? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình? Học sinh 2 mối thời ở đây, cách đây cũng 20 năm. Nó cũng đi coi về bên kia chắc do khi mình lúc đó nhà còn nghèo. Nhưng mà bây giờ cuộc sống nó phát triển gấp, phát triển khác. Dạ nó khá là giả hơn một lần. Quen nhau bao lâu? Mối quen này như ba em đi đám dưới đó gặp đó, rồi hai ông hai bác gặp nhau, hai người lớn gặp nhau đó rồi hỏi là cũng mai mối. Dạ. Hiện tại là chưa có cái gì gọi là ghê gớm trong tình trường phải không? Dạ chưa. Còn em? Dạ em thì em qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Lần thứ nhất thì lúc thời sinh viên, thì lần thứ hai thì là lúc mà em đi làm. Lúc đó em về thì mấy cô cũng có, nói chung mấy cô cũng nhiệt tình lắm, cũng chỉ dạy em làm bánh nhưng mà em cũng làm dở, làm gói bánh tét số. Rồi còn mối tình sau này? Sau này thì em quen bạn đó đi làm được 2 năm, là bạn có quen thêm một người khác nữa. Bắt cá 2 tay đó. Anh em mới quyết định là em chia tay. Ôi cái kiểu đó là chia tay là đúng rồi em. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người em thì nói chung là không cần đẹp quá, cũng tương xứng thôi. Mọi người của em là cao có 1m65 hoặc là tóc thì dày coi cũng được, đừng có điệu quá. Em cao nhiêu? Em 1m7. Cô gái cao 1m65 rồi cũng mang dài lên cả tấc nữa, cô cao hơn em sao? Cao càng tốt, bằng càng tốt. Thì vậy, cô thích hung nhón hả? Nhón lên mới hung tới hả? Bằng nhau thì nó đẹp. Trời ơi, 1m65 khó kiếm lắm. Trời ơi, tôi chưa được 1m6 nữa nè. Chững mắt mũi miệng. Chừng ngày đậm không được đậm thì coi cũng được. Rồi. Đừng có ngắn quá rồi. Mắt thì coi mắt tròn, lông mi coi vừa phải, vừa phải với miệng vừa phải. Vừa phải là sao trời? Sống mũi nhỏ gọn, miệng nhỏ gọn, răng thì đều. Trời ơi, vậy ổng nói ổng đơn giản là không có tiêu chuẩn gì hết trơn á. Người ta tiêu chuẩn mà mắt mũi miệng thôi, ổng làm từ lông mày lông mi rồi mắt rồi mũi rồi răng rồi kìa, rồi mà ổng nói ổng không có gì hết trơn á. Đừng hô quá, đừng mốt quá. Trời, ông dễ tính ghê luôn vậy đó. Rồi còn em? Cao thì khoảng 1m7 trở lên, dễ nhìn, tròn người. Rồi tính tình thì ôn hòa điềm đạm, biết lo lắng chăm sóc gia đình. Với lại gọn gàng ngăn nắp chút xíu chứ đừng bừa bộn quá, em không thích. Mắt mũi miệng râu tóc lông. Đấy, nhìn cười nhìn dễ thương là được rồi chị. Mớm hô mũi tẹt mắt hí thôi, đừng có hô, đừng có hô. Tại gì nữa? Dạ, mắt tròn tròn cũng được rồi, đừng có hí quá, tại vì hí quá em không có thích. Hơi hí hí. Gì nữa? Tóc tai thì gọn gàng là được chị, đừng có dài hoặc là nhuộm lên là được. Lông lá. Em thích người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Truyền thống mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Ví dụ như nhuộm tóc, nhuộm tai rồi có xăm mình rồi này kia được không? Nhuộm vừa phải, đừng nhuộm quá, đừng kiểu như mà tao ôn không được. Xăm chơi hay là xăm kiểu giang hồ? Xăm chơi là sao mà xăm giang hồ là sao? Xăm là nó dính trên người một cái hình ảnh gì đó, bông hoa cây lá hẹ chim. Sao không sao? Chắc không? Dạ chắc. Ra xăm nguyên một cái ngôi sao ngay trán được không? Dạ cũng được. Được luôn hả? Rồi sau này ông dễ tính đột xuất vậy? Nãy bị chê quá dễ. À, thí dụ bạn trai mình là làm nông thì em có ngại gì không? Dạ không chị, cái đó thì ví dụ như kinh doanh về cái phần trồng trọt thì em không có ngại gì. Chung là biết phát triển công việc của mình cho nó tốt hơn. Rồi nếu mà có thất bại thì cố gắng mà để sửa chữa để mà mình làm tốt hơn thôi. Không, chứ anh không thất bại, năm nay anh trúng mùa nó tôi biết rồi. Cái hình này ai mà đón được. Đưa cái hình gì mà cá nùi vậy thấy sao mà đón. Cho cổ cái gợi ý đón chọn ra bạn đi. Đội đón kết mà ngồi mà đưa coi đây có đồng hồ thường. Ráng đi, cái mặt còn chưa thấy rồi ráng thấy cái đồng hồ nha cưng. Thì ở đây thì sẽ có 2 người đeo đồng hồ. Mấy người đội đón kết? À, dạ 2 người. Thì nói có đeo đồng hồ thì chắc là anh này. Phải không? Rồi thôi cầm nó đi cưng để mở ra cho coi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim này ra để xem là nhận định của 2 bạn này, dự đoán của bạn gái có đúng hay không nhé. Mở cửa trái tim. Sao em? Hỏi ảnh coi em chọn đúng ảnh không? Dạ không. Sao em biết không? Cái ảnh là ai? À, cái anh đội nón đen. Linh cảm của mình chưa được rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có những cơ hội. Ê. Có quà tặng em. Thiệt tình, tặng đi. Cái đợi nhắc tuồng nữa thiệt à. Rồi bây giờ 2 bạn sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Có những cái quan điểm, những cái suy nghĩ gì mình muốn trao đổi thì mình trao đổi luôn. Về tương lai nếu như hẹn hò mình sẽ hẹn hò như thế nào. Cô ấy đang đi học ở Cần Thơ. Bây giờ mời 2 bạn dùng bữa trưa với nhau. Bây giờ thì các Tường xin mời 2 bạn thưởng thức món bò khoai tây hải sản của nhà hàng Mr. Stick quý vị nhé. Món ăn rất là đặc biệt, có thể là bạn cũng chưa bao giờ ăn luôn á. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Thẳng thắn mạnh dạn lên nha cưng. Em 29 tuổi mùi không? Dạ thôi, tuổi ngọ. Ủa em học rồi mà đại học ở Cần Thơ à? Dạ đúng rồi. Em học trình độ em cao gì, em có chơi người trình độ thấp hơn em không? Dạ không, tại vì nói chung là nếu mà bên kinh doanh thì mình nói với em mà được, em không có nghĩ vấn đề đó. Có công việc là được rồi. Hỏi đi. Không phải thôi, chủ động hỏi hoài sao? Ba mẹ anh có khó không? Không khó, bình thường. Cái việc bếp nút á, em cũng ít vô bếp nấu, nói chung là nấu được nhưng mà ít vô bếp lắm. Còn mà ba mẹ khó là... Nhà anh nó ăn thường mình đâu sao, cái gì em tiếp. Ủa anh học, em học đó mà không có bạn sao, không có nghĩ đâu? Dạ không có, cũng có tìm hiểu về người, đa số là nhỏ tuổi hơn em không mà. Em đi lên đây lúc mấy giờ? 7 giờ. Xe nhà hay là xe đò? Em đi xe Phương Trang á. Lên xe Phương Trang. Dạ đúng rồi. Ở dưới anh hay có đi đâu không? Có đi đâu? Anh có hay đi du lịch đâu không? Du lịch hả? Có đi lắm không? Không có đi luôn, coi lên trên hình luôn. Nói chung công chuyện nhiều lắm. Sao không ăn? Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Mùi vị như thế nào? Dạ nó ngon. Sau này ví dụ như kết hôn nhau thì theo như em nghĩ thì quan điểm của em là vợ với chồng ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Nói chung là người nào quản lý cũng được, nhưng mà phải cho chín chắn. Em muốn sanh mấy đứa con? Mấy đứa chứ sao giờ muộn rồi. Mà em thích mấy đứa, nuôi nổi không mới được chứ. 7 đứa 3 đứa cũng được. Trời ơi, nuôi nổi không? Nhà em đâu có sao, đâu có gì lo gì vấn đề mà kinh tế đâu. Làm ruộng thì luôn lúc nào cũng có lúa trong nhà chứ. Khỏe à ha. Dạ. À, có phải làm dâu không? Dạ, nói chung giờ đâu có ai có làm dâu chị. Điện nước có sẵn, như điện có sẵn xài điện đường á. Rồi nước mình quay lên đâu còn cần, đâu phải như ngày xưa mình phải đi sách đâu. À, làm dâu hồi xưa nó cực khổ. Dạ, còn bơm nước còn ấy bây giờ sướng. Mà em có sống chung với ba mẹ không? Có sống chung, nhà ba má dễ. Em có ngại làm dâu không? Dạ không, chỉ có ba mẹ đừng khó quá. Ba mẹ đừng khó quá nha, chứ cổ làm gì cũng được trơn á. Tìm hiểu bao lâu là tiến tới hôn nhân thì được? Tìm hiểu hợp nhau thì có thể là 1 năm. 1 năm. Lúc đó học xong chưa? Dạ em học xong rồi chị. Lúc đó là khoảng qua hết năm nay, là giữa năm sau là em thực tập, là em tốt nghiệp luôn rồi đó. Là lúc đó là có thể là kết. Nếu bây giờ mà hai người hẹn hò, cổ đang đi học ở Cần Thơ, thế em có lên thăm cổ không? Thì cổ mà cho thì lên, cổ kêu thì lên. Trời ơi em phải tự động chứ, em đi cua bạn gái mà em biểu kêu mới lên. Người ta không có kêu. Nhiều khi người ta nó học rồi mình lên. Học ban ngày thôi, nhiều khi chiều ban đêm ra thứ Bảy Chủ Nhật cổ vẫn rảnh mà. Có lên thăm cổ không? Có. Bao lâu mới thăm được 1 lần? 1 tháng 2 tháng vậy đó. Trời ơi lâu vậy. Chứ ngày nào cũng thăm thì sao? Không có ngày nào cũng thăm, nhưng mà 1 tháng thăm 1 lần 2 lần chứ gì đâu mà mấy tháng. Được không? Được. Rồi bây giờ tôi cho hai người này chơi một trò chơi với nhau nữa nha. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái lá bài. Trong này là có những cái yêu cầu. Mình hãy bóp và đọc lớn lên, yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Mời em trước. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi là sao chị? Hỏi cổ á. Hôn ai già ở đâu? Hỏi cổ đi. Hỏi cổ đi. Hồi nhỏ giờ em chưa hôn người gái đâu chứ. Hỏi người ta chứ không phải là em trả lời. Em hỏi gì hồi đó giờ chưa hôn ai hết hả? Vậy sao nó có 2 mối tình rồi? Có rồi, có, nhưng mà có thì mình quen chơi tình bạn học trò đâu chứ đâu có. Chưa hôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Cũng cảm nhận được mà không dám. Nhắm biết hôn không trời? Biết hôn không? Bạn hôn lần đầu. Ủa bây giờ tôi hỏi biết hôn không? Đó là đương nhiên biết rồi chị. Sao biết? Chưa hôn lần nào sao biết? Cảm nhận được chứ. Cảm nhận sao? Rồi rủi đưa ra cái biểu hôn rồi đưa cạp gì không hôn được rồi sao? Giờ tập thử ha. Được không? Dạ được. Được, ai cho tập đâu mà tập. À chị hỏi em mới nói. Rồi hỏi cổ đi, hỏi cổ đi. Bạn hôn lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Hôn ai và ở đâu? Năm 22 tuổi là cái bạn thời sinh viên. Hôn ở đâu? Trả lời ta, câu hỏi ta bắt buộc phải trả lời đúng không anh? Em ngại quá vậy. Cái này chắc hôn lén lút, hôn chỗ bí ẩn lắm nè. Hôn ở đâu? Hôn ở đâu là hôn ở địa điểm nào á? Ở Đại học Cần Thơ chị, lúc mà mới lên học trong Đại học Cần Thơ. Học Đại học Cần Thơ mà hôn ở đâu? Hôn trong lớp hay hôn trong toilet của trường? Hay là hôn ở cái chỗ nào? Cái cây phượng vỉa hè? Hay là cái sân trường ở chỗ nào á, hiểu không? Lúc đó em nhớ là trước ký túc xá của Đại học Cần Thơ là có một cái con đường kêu là con đường gì, con đường tình yêu gì đó, là tụi em dạo bộ đó. Là 22 tuổi ta được hôn rồi kìa. Ông 30 mấy tuổi chưa hung, 35 tuổi rồi đó. Rồi mời em. Dạ bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi thôi mới cho ảnh mượn cái tay đi cưng. Hãy nắm tay người đối diện và cho biết cảm nhận của bạn như thế nào. Nắm tay chứ phải bắt tay đâu. Cảm nhận đi sao? Lạnh. Lạnh. Có gì nữa không ngoài cái lạnh? Có một cái sức hút nó khác. Sức hút như thế nào? Luồng điện hả? Nó giật giật hả? Tôi cũng rầu ông lắm đó nha. Ông ráng lên nha. Muốn có bạn gái chưa? Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn chị. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì thôi không 5 trở lại. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì nói chung nhà cửa em có sẵn. Nhà cửa có tiền không? Tiền thì có, nếu mình có đám thì có tiền. Tại vì đám cưới là phải có đưa tiền gọi là tiền nát qua nhà gái đó. Có chuẩn bị tiền đó chưa? Dạ tiền thì có. Nhà ai mới cất đây mà. Nhà mới cất. Dạ. Rồi. Thôi tôi hỏi nhiều quá chắc chúng quýnh tôi chết quá, kỳ quá. Bỏ đi. Rồi Bây giờ các bạn trước khi quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, các bạn hãy nhìn thẳng vào mặt nhau, nhìn vào đối phương của mình. Đây là giờ phút quan trọng nhất. Chúng ta trò chuyện nãy giờ cũng vui ha, cũng hiểu được nhau rồi. Hãy nói cho người đối diện của mình biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, mình đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu. Hãy nói thật. Thôi con cũng được. Cũng được là sao? Cũng được, hiền. Hiền. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Thấy cũng thoải mái, giờ thấy cũng... Có xao xuyến chút nào chưa? Cũng có gọi gì hơi hơi. Cái gì? Có gì? Hơi hơi. Hơi hơi gì? Có hơi hơi nhột nhột. Sao động sao? À, hơi hơi sao động. Dạ. Còn em? Đó, thì em thấy ảnh cũng dễ thương, cũng hiền, ít nói. Thấy nói cũng nhiều mà. Thôi em, tại vì bình thường em cũng ít nói nữa, mà gặp ảnh em thấy cũng ảnh cũng ít nói. Có lẽ nhiều khi lên chương trình hai bạn còn khớp và cũng không đủ thời gian để chúng ta trò chuyện. Nếu thật sự chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm nút hẹn hò với nhau, không rung động chúng ta không bấm. Lưu ý giùm cho Tường nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cái cuộc trò chuyện cũng phải dừng lại tại đây để đón xem cái quyết định của hai bạn là như thế nào. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi Tường đếm 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Nếu như đồng ý hẹn hò thì chúng ta ấn thật mạnh vào nút. Nếu như không đồng ý hẹn hò chúng ta lấy tay ra. Và nhớ Tường nói nhé, suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta trao cái duyên cho nhau. Bấm nút là chúng ta chọn cái người đối diện là một cái người bạn trai, một người bạn gái của mình, cái người mà mình dành tình cảm, quan tâm, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Chúng ta muốn hẹn hò với người này chúng ta mới bấm. Nhắm mắt lại đây hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Em không có cảm nhận được cái... Nói chung là em thấy anh cũng hiền, cũng nhiệt tình, nhưng mà em không có cảm nhận được cái bên cảm xúc bên tự em thôi, chứ không phải là do anh ấy. Bạn ấy không bấm nút thì em suy nghĩ như thế nào? Thì tùy bạn, do trái tim mình chọn, mình đâu ép được, duyên nợ mà. Chúng ta không thể ép được là duyên nợ. Có thể hôm nay các bạn chưa có một cái duyên để hẹn hò cùng nhau. Kính thưa quý vị, và cuối cùng thì hai bạn ấy đã không có chạm đến cảm xúc của nhau. Chúng tôi phải tôn trọng quyết định của người tham gia chương trình. Nhưng mà không sao, có thể các bạn ấy không hẹn hò ở đây, nhưng mà rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ gửi những cái sự đồng cảm, những cái xúc cảm của mình, những cái tình cảm của mình dành cho cả hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình là chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay Tường không có tặng quà gì được cho hai bạn này hết, cũng rất là buồn. Hôm nay bà Mai đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Xin sẽ cố gắng vào tập sau quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nhớ ấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ cho chương trình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.